是半夜。哎呦，昨天呢？Ở nhà không? Có. Thôi cho chú hỏi chú. Vườn mình có quả bí không nhỉ? Có. Có à? Biết có bán không? Bán. Bán à? Thế mẹ bảo bán à? Thế nữa anh hái một gùi nhá. Ở đâu, ở bên nào có nhỉ? Trên này có nhá. Thế này, thế này. Anh hái một gùi bao tiền đấy? Gùi 20. 20.000 chứ? Anh gửi tiền trước nhé, xong tí nữa anh hái nó anh về rồi. Thank you.
Thôi ra ăn dưới coi. Một mình ở đây à, mẹ đi đâu ấy? Mẹ đi làm nương. Làm nương rồi. Thế là về nhà đưa tiền cho mẹ nhé. Anh mua quả bí này thì đưa tiền cho mẹ thêm tờ giấy của mẹ nhé. Thế là bảo là anh qua hái dưa của nhà mình nhé. Nên một mình ở đây không sợ à? Mẹ cũng nằm gần đó. Nằm gần đó. Con mèo ngoan rồi. Thế bố đi đâu rồi? Bố cũng đi làm rồi. Làm rồi. Dưa ngọt đấy nhỉ? Anh về nhá. Vâng. Thank you.
Bán bí, mua bí đi con. Giờ chưa mua bí thì nấu cho mẹ nấu ăn đi. Quả này một quả bao nhiêu? Quả 10.000 thôi con ạ. Lấy cho trắng 2 quả. Lấy một quả to quả bé nhé. 20.000, 12.000. Cái nước. Quả 10.000 thôi quả. Chọn đi cô, chọn đi. Cô chọn xem được cái nào thì đấy. Bí non đấy. Chú vừa mới hái đi. Cái quả đấy, hai quả này, hai quả đấy. 2.000 cô ạ. Để ở xe trước đi xong rồi tiền ra. Lấy cái chân kẹp vào. Đi từ từ thôi. Nó y nó y nó nghỉ xin thì nó thiệt xin nổ hạ ba đồng hải nó tốt đấy cả nó ngon đấy cũng nghỉ xin á còn thôi. Bí đi cuốn này. Cứ quả bí. Hai quả này. Hai quả không. Đây nhé.
rồi. Con ơi. Con ơi, vợ ơi. Đâu rồi nhỉ? Mang hai quả bí về cho mà biết đi đâu rồi. Gà thì không nuôi, cũng chăn gà một tí nữa. Thank you.